rồi. Ra đốt lửa đây. Sao không được đốt nữa vậy? Ông đang đâu vậy? Ở bên khu vực A có hai bạn khỉ đốt đồ ăn rồi. Ông qua đây đem lòng rồi qua đây bắt về nhé. Đốt là chạy đây à? Dạ. Hai đứa đâu rồi? Một con nó đang chạy xung quanh. Rồi rồi, bỏ vô đây đi, bỏ vô đây. Bỏ đi đây rồi đi kiếm đối tượng đi luôn. Rồi, đó nha.